cái bàn chải mình vậy đó. Ờ, giống như cái bàn chải á, cái mình đóng đinh cái mình cặp vô cục đá mình vào. Chân gà. Chân gà không ít thôi. Ồ, cái mâm cua càng cua thấy ham luôn. Có có con mén thiệt luôn hả? Có thiệt luôn. Có con mén. Con mén bán bánh canh với hai vợ chồng. Đó, con mén bán bánh canh nè. Nè bữa giờ mình đây giờ mình thử cho anh dở ra nắp lên đây. Cái này chắc để tủ lạnh chắc ngon hơn hay là tính sâu quá con? Đồng giá hết luôn hả? Dạ. Cô 3, cô 4, cô 2 mà. Giờ vô tới đây mới thấy con mén nè. Cái vàng với cái đỏ này vậy là 10.000 thiếu nha. Em nói đầu, em nói từ đầu mùa rồi em mua thiếu mà. Đi chút trả lại là 20. Đi chút lại 20.000. Rồi thiếu ngày chút tháng sau quay lại trả nha. Cá sặc, cá sặc nướng chui luôn nha quý vị. Rồi chuẩn bị về sắm vàng nha. Bán bữa sắm ba chỉ không em gái? Trời ơi, cả hai chỉ gử vậy. Chị bán à, 2 giờ mấy 3 giờ cái này dạ 80 thằng đó mát mẻ luôn chị ơi. Cái này là ốc nhồi thịt rồi, quá tàn đắt luôn rồi. Còn hai món cầu nữa mũi hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi cái này trân châu hạt chia, trân châu mít. Này em biết nè, này xoài phải không? Không, cái này vô con mít hạt chia. Chết quá tao. Cái chai nước mình bán đá nó lạnh đúng không? Như vậy là bắn bước chơi được. Ngon mà rẻ ha. Không, 25.000 là được rồi, rẻ rồi. Thấy cái tô tràn bờ đê luôn rồi. Rất tràn bờ đê thiệt. Tràn bờ đê. Tràn bờ đê thiệt luôn rồi. Thôi đi để cô làm. Chị gái là cô ba hả? Dạ. Ờ, dễ thương vô cùng rồi, cậu ba đâu? Bay mà đời chờ ai, thuyền tình quay về bên sông, mong đưa đò đưa lẹ. Chào buổi chiều cô chú anh chị và các bạn. Phước Trang miền Tây đang ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Ở đây là gần với khu du lịch Gò Tháp. Hôm nay Phước Trang miền Tây tiếp tục đưa cô chú anh chị các bạn thăm một cái chợ quê toàn là bánh ngon, bánh dân gian nhiều dữ lắm luôn. Đây, chợ quê Gò Tháp. Bây giờ mình sẽ đi qua bên chợ quê Gò Tháp. Thấy quá trời bà con đông vui kìa. Ở đây biển số Sài Gòn đi đông lắm. Tại vì gần với quốc lộ N2, tuyến Long An Sài Gòn, bà con đi về chợ quê đông. Chợ quê Gò Tháp đông dữ chưa. Chợ quê Gò Tháp thuộc huyện Tháp 10 sẽ mở bán vào thứ bảy, và đặc biệt là một tháng chỉ bán có một ngày thôi, đó là ngày thứ bảy của tuần thứ tư hàng tháng. Vậy là hàng tháng một tháng chỉ có bán có một ngày. Chợ quê thì chúng ta biết là chợ bên Cồn Cao Lãnh là chợ Tân Thượng Đông, nhưng chợ gần nhất thì bước chân mình thấy có quay là chợ quê Mỹ Đông, giữa một cánh đồng bao la đồng lúa đẹp lắm. Còn ở đây là chợ quê Gò Tháp, xung quanh là sen, có những cái hồ sen ở xung quanh hai bên, cùng mấy cái tùm làm bằng nhà lá bên trái bên phải. Rồi đậm chất quê luôn nha quý vị. Ở giữa thì để một hàng bàn ghế để cho bà con mua đồ ăn rồi mang ra đây ăn uống. Oh, nhìn cái dãy bàn dài hun hút luôn nè. Quá thú vị. Bây giờ thì bước chân miền Tây mời cô chú anh chị các bạn cùng bước chân miền Tây khám phá chợ quê Gò Tháp nha.
Giờ này chỉ hơn 4 giờ chiều thôi. Ôi, có một chú bào đá bào. Cái bàn bào này lâu lắm nha quý vị. Đây, cái này chắc mới sắm lại quá hả anh trai? Dây cột rồi. Không. Cái bàn này chắc mới sắm lại phải không? Cái bàn này nếu mà tính thời xưa chắc lâu lắm rồi ha. Bào đá bằng tay á. Hồi xưa mình lấy cái gì, cái miếng gì là mình đóng đinh vô cái mình. Giống cái bàn chải mình vậy đó. Giống như cái bàn chải á, cái mình đóng đinh cái mình cặp vô cái cục đá vào. Còn giờ mình sử dụng cái miếng gì ta? Cái miếng lon sữa mình đập ra. Cũng giống giống như cái miếng đóng đinh nè. Chợ quê thì tất cả mọi thứ đều mang cái nét quê miền Tây của mình hồi xưa tới nay. Một ly là có giá 10.000 anh trai. Ly đá bào rồi. Nè, cam nè, dâu bạc hà màu đỏ là si con nho đó. Một ly là 10.000. Có sữa, có sữa ông thọ luôn không? Hello em gái luôn. Mua mấy ly em gái? 2 ly. Em gái ở đâu đi? Em bay ở Long An. Ồ, ở Long An vậy là vô tới đây là mấy cây số ta? Đó giờ đi chợ Gò Tháp bao nhiêu lần rồi? Mới đi à. Lần đầu tiên hả? Thấy như sao nè? Thấy đói bụng ra nè. Thấy đói bụng hả? Dạ, thấy đói bụng. Rồi, đói bụng vậy là phải ăn bao no nha. Bao no mới về nha. Ở đây nó bán đủ thứ đồ ăn hết luôn á. Mà thấy cảnh ở chợ đây thấy đẹp ha. Mấy lá đơn sơ. Đây. Cam là màu cam á. Gì nhướng nhướng xi nhan vậy kìa. Có sữa ông thọ luôn không? Có anh. Có luôn. Đá bào của mấy em tuổi thơ miền Tây của mình. Bên kia là dừa tắc bán dưới cái tâm. Chân gà số Thái 30.000 đồng, dừa tắc 10.000 đồng một ly. Mèn đét ơi, nhìn cái mâm là chảy nước miếng kìa. 50 đi chân gà đi cốc ít đi. 50 phải không? Ừ. Cốc ít á. Okay. Nhìn mấy trái cốc chảy nước miếng ha. Thèm tô nước chấm. Gà thưởng thức à. Một ly là 10.000 hả chị? Một ly 50. Ly 30.000 hả? Đúng rồi. Rồi giới thiệu 10.000 cho đi Bình Dương sớm phải không? Chân chị gà. 50 phải không chị? Cây chân gà có ít thôi. Này mình chấm với là tiền nhiều. Chân gà nhiều là tiền. Rồi, nhiều. 50 của chị nè con ơi. Chân gà ít là mình bớt tiền lại ha anh. Cốc nhiều thì rẻ hơn. Là mình chấm với muối ớt hay là nước sốt chị? Đây nước chấm của mình có luôn. Chấm gì? Chấm nước chấm làm được không? Dạ em làm hết anh. Thử quá trời mồi bén luôn cái này. Nhìn cái mâm nó chảy nước miếng hơi găng. Cái này là mua chân ly làm xị rồi ha. Xị em anh này có lý là đúng rồi đó. Ở đâu đi anh trai? Xị gì? Ở đâu đi? Cũng gần ngay gần đây ha. Rồi. Rồi. Mình đi dài dài đi, còn rất là nhiều gian hàng nha quý vị. Kế bên anh đã bảo nãy có bán ôi cua đồng nữa nè, ốc nè. Ốc này là ốc miền Tây của mình nha. Ốc quấn. Cua đồng, một phần vậy là có giá thêm trả. Một phần vậy là 25.000 cua đồng. Như ốc luôn. Năm chai. Cộng quà hả? 100.000. 7 chai. Là sao ta? 7 chai không nhận quà 100.000. Không nhận quà 7 chai nó mất 100.000. Không nhận quà 7 chai nó mất 100.000. Nếu mà không nhận quà thì mình mua 5 chai là 100.000. Thấy không? Là quà là cái gì? Là mấy cái này quà mấy cái này đó hả? Nè, nhưng em gọi gì nè, 5 chai là 100.
Em tưởng đâu quà là đường 100 ngàn chứ nãy giờ. Năm chai bằng 100 ngàn. Thấy thơm quá. Mèn ơi, nhìn cái mâm của chị này thấy thèm luôn nè quý vị ơi. Hương vị đồng quê. Chị đang làm món gì vậy chị gái? Phần gì là bao nhiêu chị? Phần 5 câu 60 ngàn em. Thơm nức nở luôn. Đây nè quý vị. Đặc biệt là có càng cua đồng, cua này là hiếm lắm đó. Chị gái có một cái mâm đồ ăn là hiếm có nha. Hiếm có là tại vì là mùa này chưa có vào mùa cua, cũng như là mùa nước nổi nha chị. Rồi, cua đồng miền Tây nha quý vị. Tới công chuyện chưa? Nhìn cái mâm càng cua là thấy thèm tô muối tiêu chanh này đó. Cua này mình bán sao chị? Một hộp gì 60 ngàn. À, một một hộp gì là 60 ngàn. Cua là nhìn thấy là chắc thịt. Nè mà cua đồng là đi móc hả chị? Dạ. Giờ móc cua cũng hiếm lắm á. Ồ, nhìn cái mâm cua càng cua thấy ham chưa? Bán sao chị? Càng cua 60 ngàn hộp. Quá ngon, phải gõ càng cua. Nhìn 60 ngàn. Đây. Em lấy trên đây cho nóng. Ừ, với ốc. Kia cũng 60 luôn. Ốc nè. Này tháng bán có ngày hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi mấy ngày kia mình bán ở đâu? Kia bán ở ngoài giữa hải sản hai thôi. À. Rồi cũng bán mấy món này nữa ha. Đó. Giữa hải sản hai thu nha quý vị, ai muốn ăn càng cua thì ghé ủng hộ cho chị. Ở tháp 10. Bên đây là anh trai bán trái cây. Để qua một số gian hàng ở bên đây coi. Ô, chợ lớn quá, dài hi hút trong kia nữa coi. Cô ba nem nướng. Trời ơi. Chị gái là cô ba hả? Dạ. Rồi dễ thương vô cùng. Rồi cậu ba đâu? Không có cậu ba hả? Nem nướng. À, giới thiệu gian hàng của cô ba nha. Sâu vậy là nhiêu chị? Dạ 10 ngàn nha. 10 ngàn. Cái nào cũng 10 ngàn hết. Đồng giá hết ha. Dạ. Còn bên đây là cô mấy? Chân gà sốt Thái này cô hai hả? Dạ. Cô hai hay cô tư? Cô Út hả? Ba nào khổ quá nhỉ. Cô ba. Cô ba nem nướng nha quý vị. Rồi bên kia có chúc cô ba bán đắt hàng nha. Bên kia có bữa cuốn kìa, nguyên một mâm luôn. Hello. Nguyên một mâm luôn nè. Là chim luôn hả? Bên kia cô ba, bên đây cô mấy? Cô chín ra ngoài coi kìa. Ở đây cô chín phải không? Quán ăn cô chín. Cô chín cô ba đi dài dài ha. Bước chân miền Tây. Rồi ăn xong thì mua về làm quà nữa nè đó. Ngon không chị? Ngon mà giá rẻ không? Quá rẻ. Quá rẻ luôn hả? Ở đâu đi chị? Ở Long An. Ở Long An. Long An qua tháp 10 đây gần đó quý vị.
Ô lớn không biết đi đường nào. Bên đây cô bán đặc sản của Đồng Tháp cái gì nè. Xiên nè, đặc sản của Đồng Tháp hả cô? Dạ. Xiên. Bây giờ là mình phải lọt ra hả? Lọt cái mình bán mấy cái cái gương không đẹp nè, gương đẹp thì mình bán gương. Dạ. Mình lột ra vậy giá có cao hơn không? Cao hơn chút. Dạ. Tại vì này nó thành phẩm. Cái lột ra thấy cực, mất thời gian hơn đúng không? Tốn công hơn. Dạ. Vậy là mình bán cái này chắc tính chùm quá ha cô. 10.000 chùm. Rồi mình lột ra là mình tính giá làm sao? Cái tấm đó 25.000. À, tính ký hay sao? Ký 50.000 ký. 50.000 ký ha. Dạ. Đặc sản Đồng Tháp của mình nha. Ở xung quanh Đồng Tháp đây là sen không. Sen còn lắm, mới hay là bán luôn. Mới hay là sen nhà luôn hả cô? Sen nhà chồng. Dạ. Rồi chúc cô bán đắt hàng nha. Giờ mình đi xéo qua bên kia. Chợ quê bánh Thuận 20.000, bánh Ninh 80.000. Ở đây có giá hết nha quý vị. Bánh Ninh đây. Có nấm rơm nữa nè. Có giấy số luôn hả? À, bên đây như là bánh đậu xanh. Rồi có một cô chủ gian hàng dễ thương bán bánh đậu xanh. Một cái chắc 5.000 quá. Mứt me 20.000 đồng 100 gram. Cái này là làm nhà hả em gái? 5.000 cái hả? Lấy trong kia cho chị đi ba. Nhỏ cho cái này. Bán gì? Ở đây là gian hàng của các loại bánh dân gian. Có hộp luôn nè. Dạ, để ngoài bình thường mình chứ chị để lâu quá thì nó lạnh được 5 ngày á. Một trái là có giá là 5.000, quá rẻ không? Rẻ ngon mà đẹp mắt. Ê, đây nè, cà rốt nè, cà rốt của em. Ê, bậy. Cà rốt. Đây, bên này có bánh nè. Để đi mua bánh bò. Bánh miền Tây của mình nè. Bánh chuối. Mở ra cho chú coi. Mở nắp ra. Không hợp thôi chú ơi. Đây là để tôi lạnh được 5 ngày món bánh đậu xanh. Đủ trái cây hết. Có cà tím nữa luôn. Có cà tím. Trời ơi, đầy đủ các loại trái cây luôn nè, có chuối nữa kìa. Khế nữa nè, khế này chua em gái. Khế này ngọt không anh ơi? Khế ngọt. Không ngọt nữa. Khế này không có axit nha. Bên đây là có cô đổ bánh khọt. Đây quay cô đổ bánh khọt này. Đó, bánh khọt này bán sao cô? Xong là ra cái tôm nó ngồi ăn luôn. Ai ăn đây thì mình dạ. Thôi hàng ơi, có cái tôm giữa cái hồ sen kìa. Mắc quá. Có khô nữa nè. Các loại khô nha quý vị. 14 gram, 15, 30. Cái này là 60.000. Cái này là bao nhiêu ký? Cái đó là 150 ký. Cá đù à? Cái đù này 150 rồi. À đúng rồi. Dạ. Đó là cá lóc hay cá cha?
cá dứa. Cá dứa. Cá dứa là nhiêu một ký cô? Cá dứa 150. 150. Cá ngon lắm, khô là khô mới không đó, chị mới lấy về không đó. Dạ. Nhưng mà chị để trong cái tủ lạnh nó hơi lạnh lạnh vậy đó. Chị để ngoài nó hơi cân như nữa. Nửa ký đi. Nha. 4 gram đi. Tìm cần 4 gram. Khoảng 60 thôi. Khác loại cô. Hôm nay mình thấy là thời tiết mấy bữa trước trời mưa, hôm nay thời tiết mát mẻ nè, nắng ít và không có mưa, rất là lý tưởng để ngồi ăn uống ngoài trời. Bên kia có mấy cái tùm không bán. Bánh xèo Cuba. Ồ, đây cô đổ bánh xèo luôn. Ồ, có bông sen luôn á. Tím tím này là màu lá cẩm hả con? Bánh khọt lá cẩm. Ôi, hương vị miền Tây, cô nang, bánh bò, bánh chuối. Dạ, cái này chắc gia truyền hả mấy con? Ba bánh này không có gia truyền. Dạ, mới truyền, vậy là mới truyền. Mấy chục năm à. Mấy chục năm hả? Là truyền chưa? Chưa có truyền. Chưa truyền hả? Ôi, giờ truyền cho mấy đứa cháu đi, là thành gia truyền. Truyền nó không chịu, nó không chịu quá. Dạ, giờ tuổi trẻ thì ít chịu làm mấy nghề này hả con? Ơi, cho tính miếng cốt dừa đi. Trang, Trang cốt. Ăn ngon quá mà thiếu nước cốt mà. Nãy đầy quá Trang đó. Dạ, cảm ơn. Cái màu bánh bò, bánh bò. Bò nướng. Bò nướng, bánh bò. Ăn không? Ăn đi 10 ngàn. Để mời cái màu không? Đây là bánh bò nướng hay không? Bánh bò nướng. Cái này bánh bò đường nấu. Ai fan bánh nhân gian là nhìn mê mẩn liền đó. Này giống bánh bèo quá ta. Bánh da lợn á. Da lợn hả? À, dạ. Đúng rồi, giờ đổ khuôn vậy bán. Dạ, hồi xưa nó hình vuông vuông hình chữ nhật. Hồi đó đổ trong khuôn bự cái cắt ra. Dạ. Bánh bò đã được hút nốt. Dạ, chắc tính cái quá. Cái 5.000 cái. Cái mẹ này cũng vậy hả con? Đây bánh chuối nè quý vị. À, nhìn cái màu biết là nhà làm rồi. Giờ đó nó nói con theo nghề của mẹ. Không chịu theo nghề hả? À, nó nói nghề của mẹ cực quá. Cực quá ha. Rồi chúc hai cô bán đắt hàng nha. Dạ. Đây có giá luôn nè mọi người. 5.000, 5.000, 5.000, 25.000, 6.000, 60.000. Thôi bây giờ mình thả đi. Ô còn xa lắm, dài tới trong luôn nè. Ồ, bên đây có bánh nữa nè. Gian hàng này của cô gì đây ta? Gian hàng của cô gì đây? Cô Ba hay cô Tư? Này hả? Này là ngoài cô Năm. Cô Năm hả? Ở đây toàn là thứ không mà ta? Về tới miền Tây là thứ không ha? Chưa thấy cô Mén. Cô Mén có cô Mén thiệt luôn hả? Có thiệt luôn. Có cô Mén. Cô Mén bán bánh canh với hai bà cô. Ồ, cô Mén bán bánh canh hả? Miền Tây của mình đây có cô Mén đó. Ồ, bánh bò, bánh hửng đây coi chị. Dạ, bánh hửng. Cái này là ba bông, một trái đu đủ. Wow.
ớt. Dưa ớt. Dưa ớt. Cay cay. Gì nữa không chị? Rồi. Có màu trái chuối đi, màu vàng đi nha. Nhìn Minh thấy mời chưa? Minh test dễ thương nữa nè. Cái bánh đậu xanh. Chừng 15 em. Chị gái mua bánh đậu xanh. Rồi chúc chị ba gái bán đắt hàng nha. Gian hàng bánh quanh trắng lại luôn. Bên đây là gì đây? Xin chào. Hủ tiếu hộp hả? Ồ, lạ quá ta, mình vừa quay người ta. Là hủ tiếu trong cái hộp vàng vàng đó hả chị? Dạ, tàu hủ non. Tàu hủ non hả? À, thấy đấy. À, tàu hủ, tàu hủ. Tàu hủ cô vàng. À, vậy là đọc nhầm, tưởng là hủ tiếu với tàu hủ, tàu hủ. Vậy là tàu hủ ở trong cái hủ màu vàng. Lạ quá ha, tàu hủ mà để trong cái hủ ha. Trong hủ nó ngon, ngon, rất là ngon. Đây. Có gì nữa nè. Wow, ngon. Bao nhiêu một hủ? 15.000 hủ. 15.000 nha, ngon, ngon quá ha. Wow. Tàu hủ cô Vang nha quý vị, có 15.000 đồng. Đây. Cái này chắc mình để tủ lạnh chắc ngon lắm chị. Để tủ lạnh. À, bán cho em một hũ ăn thử ai ngon không? Bước chân miền Tây. Ăn thử có gì mắng vốn tại chỗ luôn. Bao luôn. Bao luôn ha. Bao luôn. Đây, này bước chân miền Tây giờ mình thử. Đâu cho anh dở ra nắp lên. Đây. Ừ. Cái này chắc để tủ lạnh chắc ngon hơn hay là mình ăn vậy ngon hơn chị? Ừ. Giống giống như ta ăn mình ăn tàu hủ mà để nước đường hút nốt á. Đúng rồi, đúng cái không? Này người ta để sẵn vô luôn. Ừ. Wow, ngon lắm nha. Rồi mời bà con nha. Ai muốn thưởng thức thì tới đây. Rồi, quầy này có ai ta? Quầy cô Quang, quầy cô Quang. Quầy cô Quang. Rồi bình thường mình bán đâu chị? Ở Cao Lãnh. Ở chợ Cao Lãnh hả? Ở gì đó. Bình thường Cao Lãnh phía sau VUV á. Phía sau gì em gái? Khách sạn VUV. Bước chân tay không gần nữa. Cô chú anh chị nào gần ở đây thì muốn ủng hộ thì ghé ủng hộ chị gái. Chúc chị gái bán đặt hàng nha. Mình tắt máy mình ăn hết cái hũ này coi. Hộp vịt lộn nướng muối ớt. Nướng me. Nướng me hả chị? Nướng me. Nướng me hả? À, vậy là hộp vịt lộn nướng me. Ủa gì vậy? Sôi. 60.000. Tim sen. Dạ em đây bán này. Có bán bánh nữa nè. Cô nhìn Duyên Duyên hết cưng quá. Quá xá đồ ăn ngon. Vui. Ăn gà nướng. Là hộp gà nướng. Hết trời đồ ăn luôn. Ngoài bánh trái còn có mấy cái món ăn vặt của mấy bạn nữ thích nữa. Đồ nướng nhiều. Này giống như xiên que quá. Bánh đó là bánh gì? Bánh ít chằng. Ờ.
mới không kịp tay luôn ha, quá đắt rồi. Yeah. Chả giò chi không kịp luôn hả cô? Yeah. Dạ bữa nay so với mấy tháng trước im không cô? Không, mấy tháng trước cũng bán hay gì vậy nè. Cũng giống, cũng đều đều vậy ha. Dạ. 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 Cỡ nào mới ra đông khách? Làm nhà nó ngon sao hả chị? Dạ. Còn địa phương mà nó thì tại em yếu là đi chơi. Dạ. Cỡ mùa nào mới đông khách, chợ quê mình mới đông khách cô? Ở đây thấy là coi như là lợn nào cũng đông vậy đi, nhiều nào bác cũng. Dạ. Tháng nào thấy cũng vậy ha. Mình sợ mưa thôi. Dạ. Dạ. Tối chút nữa thì nó nhiều. Dạ. Tối cỡ mấy giờ về vậy? Dạ. Thường á. Rồi mình bán tới mấy giờ mới ngưng? 8 giờ luôn. Wow. Vậy là cỡ 6-7 giờ tối đông lắm á. Giờ nó mát á. Chiều mát mà không mưa là đông. Mát, người ta đi đông với mát mẻ thì ăn uống thoải mái hơn. Giờ này bước chân mình tay quay còn sớm. Tại ban ngày thì quay đẹp hơn, ban đêm thì nó tối hù à. Ai thích mát mẻ thì đi trễ trễ chút xíu nha quý vị. 6-7 giờ nó mát. Nhớ né mấy ngày mưa ra. Dạ. Mà né mấy ngày mưa ra. Dạ. Rồi chúc gian hàng bán đắt hàng nha cô. Dạ, gian hàng tên gì đây ta? Hả? Cô Vân hả? Dạ. Ồ, ở đây bán gì đông quá, tà đông luôn. Hèn ơi, ở đây bán cái món gì mà đông dữ vậy ta? Quá đắt luôn, khách hàng ngồi ăn nùm nộm có chỗ ngồi luôn kìa. Ngon không gái? Ngon gái. Gái ơi. Ngon không? Ngon không con? Quá ngon. Ngon không? Nói chú nghe coi. Nói chú ngon cái lên YouTube lên coi. Ngon đây là mắc cỡ nữa. Mắc cỡ hả? YouTube nào? Bước chân miền Tây. Ôi em mới coi rồi đó. Mới coi rồi luôn hả? Không em mới coi anh quay bên ấy mới miền Tây á. Bước chân miền Tây. Gia đình ở đâu? Em ở Thất Mượt. Em ở Thân Thạnh. À. Rồi. Ngon không con gái? Ngon không? Mấy điểm? 10 điểm. Nãy giờ con ăn được mấy món rồi? Ăn được 3-4 món luôn. Con món nào nữa hay? Con ăn hết chợ quê chưa? Ngon là bác ăn vòng vòng hết chợ quê nha. Anh mới quay bên Mỹ Đông, Phải bên gì nè, bên chỗ đọc bánh con có đâu không? Mới quay lại 18 tháng 5. Ừ. Bên đây. Rồi chúc gia đình ngon miệng nha. Rồi cảm ơn. Chú đi nha gái. Này. Gì? Cái mai. Tối giờ chiều nay có không anh? Mai đi, tối nay không kịp đâu. Tối nay mất đang quay chưa xong nữa. Hình như thấy ai cũng thích món kẹn cua đồng hết trơn nè. Hello quý. Trời ơi. Chào chú cái con. Cho chú có động lực cái con. Mất cỡ. Quá đông mà con nè. Cô ba nữa. Ở đây cô ba bán gì đây cô ba? Bình thường, tô không ăn hết rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Ờ, cô ba bán đắt quá đắt nè cô ba. Đắt hết trơn luôn rồi đó. Yeah. Mắm ngon lắm á, mắm cô ba làm ngon lắm luôn. Dạ. Yeah. Mắm đồng nha cô ba. Mắm đồng. Yeah. Tháp 10 đây là mắm với sông cá với sông bắt lên. Cá đồng luôn nha. Ngon lắm luôn. Dạ. Yeah. Là quá em rồi, chúc cô ba luôn luôn bán đắt hàng nha cô ba. Đó. Cô ba có hai đứa cháu rồi, quá đẹp không? Rồi bên đây là món bánh tráng nướng, bên đây cô mấy đây, cưới cô ba là cô mấy đây? Dâu cô ba đó, con gái cô ba luôn nè. Đây là dâu của cô ba. Có đây là chị này là. Ai ơi. Có cô mén không? Có cô mén không? Mén trong kia. Cô quá nhiều nãy giờ đi kiếm cô mén không à? 15 ngàn đồng một cái. Lấy cá không lấy cho bà. Thổ văn nha quý vị. Cái này nó thôi cá cho bà. Bắp mà nó giòn. Có bắp nó ngon chú. Bắp cá kia kìa. Nó ăn lây trang như tự tự như bắp xào. Dạ đúng rồi, bắp xào mà chú. Trong giờ thành, bây giờ thành bắp nướng rồi. Hai cá là gì? Hai cá. Về trong kia kìa. Hai cái chứ có 30 đồng. Rồi chúc gia đình cô ba bán đắt hàng nha. Dạ.
Đây đây quay lên YouTube nè. Ghẻ đi thương ghê thấy em. Dạ. Cắn cái cài, cắn cái cài. Nhìn coi chừng dính miếng giấy chú. Kéo cái bánh lên chú. Từ 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 vừa rồi. Ngon ơi rồi. Rồi rồi. Ngon ghê. Hai hai cô chú đi chung hả? Này chị hả dạ. Chanh dây chanh dây. Cái này mình gọi là cái khạp hả chị? Cái diệm anh ơi. Cái diệm hả? Làm với cái khạp bự hơn. Giống như cái chậu hả chị? Cái diệm. Gọi là cái diệm hả? Này ơi, nhìn nè. Nhìn kích thích ghê chưa bánh lọt. Thôi được rồi. Chị trong đó bán chanh dây. Trời lỗ lã gì. Bán cái này là câu mối là tháng sau đó. Dạ, mèn ơi câu sao lâu quá ta. Câu thì tới tháng sau. Nãy giờ 4 ly hả anh trai? Vậy là quá ngon rồi phải không? Thấy mọi người đi chợ quê cũng rất là vui đó. Hàng ơi. Mua xong ra ngoài đây ngồi ăn thoải mái mát mẻ gì đâu ha. Thì chú cười quá cười ra. Này chắc đi nguyên gia đình quá. Cả nhà chụp tấm đi. Chúc gia đình ngon miệng luôn nghe. Dạ chúc gia đình ngon miệng luôn. Thấy chú cười tươi là biết ngon rồi đó. Ngon không chú? Ngon. Dạ được mấy món rồi? Mới có 9 món à. Hàng ơi vậy gán món nữa chú ơi chẳng 10. Gia đình của mình ở đâu cô chú? Ở Sài Gòn, ở Cần Thơ và Đồng Tháp. Dạ này gia đình về nhanh đi chợ quê. À, chưa thấy siro con đúng rồi chú ý nha bóp che siro lại xe đi ạ chưa thấy siro luôn quá vui à thôi con chào gia đình nha chúc gia đình sức khỏe dạ quá tồi đồ nướng luôn rồi kìa tôm rồi ôi hồ lô chân gà chiên que thôi nhiều quá xúc xích nướng nữa đầy đủ anh trai ơi rồi rồi khói lửa rồi nhấp hết rồi đi hoành tráng lợi luôn này bán mình tính sâu quá con đồng giá hết luôn hả à chân gà là 6.000 còn tôm là 2 con 15.000 vậy là tôm 1 con 7.500 rồi ta ăn con tiền đâu thối ta bớt mà nóng thối thì mình bớt luôn bớt luôn à bo luôn 500 đúng không hoàng ơi căn đồ nướng ra ngoài kia có cái tôm người mát trời thiên địa không quá trời im luôn thấy đi thì vui là chính đó là có tôm tuốt vô hè mấy bạn trẻ ra ngoài đó kìa mắt mẹ chào cô luôn nãy giờ được bao nhiêu món này cô không biết luôn dạ thấy đồ ăn ở đây ngon không ngon ngon mà rẻ không rẻ ngon mà rẻ luôn rẻ luôn à vậy là hẹn tháng sau đi nữa nha rồi ngon mà rẻ luôn ngon mà rẻ luôn đồ nướng nhiều quá. À, xúc xích. Xúc xích. Vậy là hết rồi hả chị? Thôi hết gì là em mừng rồi, bắn đắt là mừng rồi. Dạ, bắn hết là mừng rồi. Này mình đi thẳng một đường nữa chút xíu mình sẽ vòng lại. Gian hàng lá máy lá nữa nè đây toàn là máy lá không à nhà biết cô mấy đây đang bò lụi cô ba với cô mén phải không rồi rồi thì nãy giờ tìm thấy cô mén rồi nãy giờ cô ba cô tư cô hai mà giờ vô tới đây mới thấy cô mén nè cô mén là thường thường là cô út đó nghe quý vị
Dạ, ở em ở An Giang. An Giang. Đây mình bán đồ chiên ha chị. Chú bắp nổ nữa nè. Dạ. À, này nhiêu bịch chị? 10.000 quá rẻ luôn, hương vị quê hương nha quý vị. Rồi chúc gia đình bán đắt hàng nha. Dạ. Xương sáo 10.000 một ly, sữa chua trái cây. Xin quay chào luôn. Quay là phải mua hả? Bán hiếu không? Bán hiếu không em mua? Ủa đã bán thiếu mà còn thối tiền. Bán thiếu mà còn thối tiền đó. Ở đây mình bán gì đây chị? Cái này giống như sữa chua quá ta. Đúng rồi đó anh, sữa chua trái cây á. À, quay lên này đi. Là mít nè. Đừng quay em. Còn cái này đậu xanh nè. Xanh là lá dứa. Lá dứa nè. Thanh long. Ủa thanh, tím tím là thanh long hả? Dạ đúng rồi. Cà phê. Còn cái màu xanh xanh kia là kem chuối á. Nguyên bịch luôn là kem hộp cho em gái bịch đi. Cái vàng vàng hỏi mít hả? Xoài hả? Gì đi em? Xoài hả? Dạ. Cái này vậy là bao nhiêu một bịch? Dạ 5.000 một bịch. Rồi lấy cho hai bịch luôn coi. Mua thiếu nha. Thiếu thiệt mẹ. Cái vàng với cái đỏ đi. Vậy là 10.000 thiếu nha. Em nói đâu, em nói từ đầu mùa rồi em mua thiếu mà. Đi chút trở lại là 20. Đi chút lại 20.000. Rồi thiếu ngày chút tháng sau quay lại trả nha. Tháng sau gặp lại. Tháng sau là 50. Tháng sau lên tới 50 là hả? 10.000 hả? 10.000 cái này không biết mấy like đó. Thôi làm ăn luôn thôi, làm ăn đi. Đây gửi chị nè, chúc gia đình bán đắt hàng nha. Dạ, để tới tháng sau. Bước chân miền Tây. Dạ, ôi em trả rồi. Đừng đòi 40.000 nha. 50 chứ. Hả? 50. Ôi trả rồi. Quê nha, quê nha. Rồi chúc gia đình bán đắt hàng. Thằng ơi nhìn mấy cái tùm tùm mấy cái chòi làm ta nhớ là cảnh chợ quê miền Tây của mình hồi mấy chục năm về trước á. Bà con bán cái sập thịt hay cái sập cá là cắt trong cái chòi lá như thế này nè. Khi mà chợ chưa có hành chợ 4.0 như chợ bây giờ. Bây giờ đa phần là bỏ chợ kiểu này lên 4.0 nó xây nhà lồng hết rồi. Khang trang rồi. Nên những cái chợ quê như thế này sẽ mọc lên phục vụ cho bà con. Thứ nhất là đồ ăn ngon, rẻ. Rẻ nhớ là cái không khí chợ quê của mình mấy chục năm ở miền Tây nữa. Về miền Tây mới có cảnh này. Thôi nhìn cảnh rất là đẹp nha. Thôi nhìn cảnh là muốn ăn rồi đó. Hàng ơi sao cặp bắp. Ăn như bắp. Dạ. Nãy giờ hưởng thức được nhờ bao nhiêu món rồi chú? Nhiều lắm rồi ha. Giờ món bắp 8-9-10 món rồi. Bắp này là cuối chưa? Cuối rồi. Dạ, là món này là chiêu cuối đâu phải không? Chiêu cuối là cặp bắp kìa. Đúng chú rồi. Bẻ kìa. Mình ăn mấy cái kia xong mình chú bẻ ăn bắp cho nó dặn là rồi. Bước chân miền Tây. Dạ, bước chân miền Tây nha. Rồi chúc gia đình ngon miệng. Dạ, gán hết trái bắp luôn nghe chú. Bước chân miền Tây. Dạ. Rồi còn có cầm cờ nữa kìa. Anh là bước chân miền Đông anh chưa nói nè. Vậy hả? Dạ chào nha. Bán đồ chai. Gian hàng đồ tương nha quý vị. Chả đồ, chả giò. Cái này là mắm ruột dai. Mắm ruột nè. Đây là cô nào ăn chay thì ghé gian hàng này. Wow, đặc biệt quá. Cái này em biết nè, cá lóc. Cá lóc nướng chui hả? Cá lóc chay, cá sặc chay, cá thu chay. Vậy chai. Là cái này nướng chui rồi phải không? Này mình bán tính con hả cô? Bán cá, cá sặc, cá sặc nướng chui luôn nha quý vị. Cá lóc là nửa ký 70.000. Ký 140, còn cá sặc con 70 luôn. Con giới thiệu cho khán giả có ghé tới đây mua cái món này thấy bắt mắt quá. Ở ngoài này là lương. Cái này là con lương đó hả? Lương. Chay nha, nói lương chay. Dạ, lương nướng chui nha quý vị. Ôi nhìn bắt mắt quá.
quá ngon. Gian hàng chay của cô rất là đặc biệt và ấn tượng nha, chúc cô bán đắt hàng nha. Dạ rồi, cô này livestream Facebook luôn vậy nè. Phát trực tiếp luôn. Mày ơi, ăn cũng ăn nhiệt, ảnh cũng ngồi ăn nhiệt tình với mẹ quá ha, không chịu hợp tác quá ha, không có cự ha. Em vậy là có lý, vậy là tháng nào cũng chở đi hết. Ngon không con trai? Nói, con biết nói không? Biết nói chưa? Biết rồi hả? Ngon không? Nói chú nghe coi ngon không? Nói chú cái coi, nói một cái cho nó một câu cái đỡ quê coi. Đỡ mắc cỡ coi, ngon không? Ồ không, ăn vậy là có lý à nghe. Có nhiều bé không có chịu ngồi. Ôi trên đây bán cái gì? Chị này thấy quen quen ta. Chị bên Mỹ Đông. Ôi hết hồn. Ở bên này có bán gì bự bự không? Cái gì bữa đó bán cái bự bự á? Cái gì ta? Bữa đó bán bự bự nhỏ nhỏ nhớ không? Dạ hả? Gì? Dạ hả? Bữa đó bán bên Mỹ Đông. Nhớ dạ, chưa bán cái gì? Ừ, ốc ngồi hết. Rồi bữa nay con bự bự đâu? Hết trơn rồi nè. Công nhận nha. Không có bán gà hả chị? Hết luôn. Hết gà luôn con với lại hột gà hết luôn. Công nhận chị gái xinh đẹp bán quá đắt luôn. Chắc mấy anh trai ủng hộ mấy cái món ốc bự bự với gì mau hết. Đây là món gì đây người đẹp? Ốc cái này là con nào nấy là tổ bố luôn. Ủa này giống cái ống trúc quá vậy. Hết luôn rồi người đẹp ơi. Cũng là ốc á, cũng là ốc nhồi thịt luôn á chị. Rồi quá đắt rồi ha. Đây là cái kia là nhồi vô con ốc. Là, cũng là con ốc. Cái này là cái này là cái ống gì? Ống tre hay là ống trúc? Tre hay trúc? Trúc. Ống trúc anh. Ống trúc hả? Đó chị nhồi thịt ốc bỏ vô ống trúc này cả nhà. Wow, vậy là mình hồi mình gọi là gì? Trúc nhồi thịt hả? Đúng rồi. Rồi mình bỏ vô ống tre mình gọi là tre nhồi nhồi thịt. Dạ. Đây là thịt ốc hả chị? Hết biết hết, biết hết đừng hỏi nữa. Đừng hỏi nữa. Đừng hỏi. Còn đây. Dạ. Mình bỏ vô con ốc rồi gọi là ốc nhồi thịt. Không có nóng. Hâm lên, hâm lên. Rồi 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 để em hâm lên. Quá đắt rồi. Đắt quá rồi. Yeah. Chú kiếm ốc kìa. Yeah. Ngon không chú? Chú ơi. Ngon he. Quá đặc biệt món thịt. Chút nhồi thịt. Ống chút nhồi thịt. Quá đặc biệt. Giờ này mấy giờ rồi mà full luôn. Em bán từ lúc mấy giờ? Thì hồi cấp 2 giờ mấy 3 giờ đó. Là một ngày mình bán bao nhiêu ký? Mới 5 giờ chiều thôi. 5 giờ chiều là chị bán hết rồi. Giờ một buổi mình bán khoảng bao nhiêu ký? Hồi nãy là 300 con gà, 15 con gà tre vườn với lại 80 ký ốc. Mọi người ơi. 80 ký ốc bay hết luôn. Bởi vậy vừa đẹp mà vừa khéo tay bán đồ à, ngon nữa. Cả nhà có đi ngang ủng hộ em gái nha. Ủng hộ. Ủng hộ từ bên Mỹ Đông qua tới bên Gò Tháp bên đây luôn. Rồi, cảm ơn quý anh. Quá tài quá đắt luôn rồi. Rồi chuẩn bị về sắm vàng nha. Bán buổi sắm ba chỉ không em gái? Trời ơi cả hai chị gửi vậy. Chị bán hồi mấy giờ chị? Ngon dạ 2 giờ mấy 3 giờ. Chợ quê của mình ở đây là 2 giờ mấy 3 giờ. Cái này dạ 80 phần. Cái này mình tự chế hay là có ai dạy mình không? Dạ học trên mạng. Học trên mạng hả? Học mạng xong rồi về tự làm. Trời ơi học trên mạng mà ngon vậy đó hả? Em bị ăn trí rồi á. Trời ơi. Học, tự học trên mạng mà ra chợ quê bán đắt nha. Con ốc cả nhà ơi. Áo đi cả nhà ơi. Chào cả nhà thân thương. Vô đây chụp hình nè. Áo gì vậy? Vô đây nè. Nè mọi người ơi, mọi người có về chợ quê Gò Tháp thì ghé quán ốc tên gì vậy má? Quán ốc gì quá tên vậy? Tên gì nó giới thiệu luôn cho. Dạ, quay YouTube. Ốc gì? Nè ai có về chợ quê Gò Tháp nha, ghé chợ quê ốc mà không có tên là ghé cái bà này nha. Cô gái con mấy rượu. Quảng cáo xong là hát câu luôn nha. Có hát thẳng khán giả luôn không? Hả? Có hát thẳng câu luôn không? Về miền Tây mà đời chờ ai, thuyền tình quay về bên sông, mong đưa đò đưa lẹ đi. Thấy chưa? Tôi nhìn cái bờ môi là tôi biết liền. Hát liền có được. Hát hay liền đúng không? Quá tài vui luôn rồi. Chặt kiếm quá trời. Chặt kiếm quá trời. Ứ gì chờ đợi quá vui rồi. Ba mẹ đâu rồi đó?
câu này. Đang ấm không? Có đợi đến làm như là chợ quê Tân Hưng Đông rồi gặp chị nó bán rồi. Anh Trí ơi kìa. Đi kiếm anh Trí luôn đi. Chưa thấy hũ nước mắm. Ô chợ quê giờ này đông nha quý vị. Ồ, mát mẻ luôn. Chị ơi, cái này là ốc nhồi thịt đó chị. Nhồi thịt gì vậy? Nhồi thịt heo. Có nhồi đầu heo với cải chua chẳng hả? Thôi mình vòng ra đây. Ồ, ra đây nguyên một cái không gian rộng lớn. Đó, ra đây còn nữa nè. Mấy cái trò lá nữa nè. Nhưng mà đồ ăn thì thấy thưa không, mình nhìn đợi vòng lại chút xíu, có thời gian mình đảo qua đó. Đây là nguyên một cái hồ sen luôn. Mà mùa này sen chưa gỗ. Đây cổng phía sau cũng có cổng nữa nè. Chợ quê Gò Tháp. Rồi chụp hình live stream luôn, chụp giùm luôn không? Hình như là ở hướng này cũng là một cổng đi vào nữa nè. Giờ mình đi bên, hồi nãy mình đi bên kia, giờ mình qua bên đây. Bên đây đông quá. Chè khoai dẻo 20.000, hộp cẩm 20.000, chè bưởi sầu riêng 20.000. Ủa anh thêm có cây gậy không vậy? Hả? Có cam đâu, của anh đâu, có gì rồi. Cái cam gì có cái gắn này. Quá đắt luôn rồi, cả 100.000 người đang chờ đợi món ăn. Quá tàn đắt luôn rồi. Đó thấy chưa, tôi nói rồi, có dốc đầy đây nè. Nãy giờ đợi nửa tiếng phải không gái? Đợi nửa tiếng chưa, nửa tiếng rồi không? Quá ngon rồi, đợi nửa tiếng rồi. Dạ rồi, mình ăn gì không? Dạ. Đừng bỏ gì cho em đi. Dạ rồi, dạ. Ê, món này. Cái này mấy bạn nữ thích lắm nè. Rồi, quá tàn đắt luôn rồi. Còn ai món cầu nữa? Còn mấy ly bắt đầu hết nha. Còn mấy ly bắt cầu nữa hết hả? Đây, bớt hết mình quay gần lại được. Đây, cái này cùi bưởi nè. Cùi bưởi. Cái này là bưởi hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi cái này trân châu hạt chia, trân châu mít. Này em biết nè, này xoài phải không? Không, cái này dâu con mít hạt chia. Chết quá tần. Dâu con mít hả chị? Hay dạ, quá, chết quá rồi. Đây có thêm cái sớ mít của mình nè. Tài lanh, tài lát không à. Còn cái này gì? Sao mà đỡ dẻo? Có dẻo mình làm đâu, có lá em làm gì ạ? Bởi vì chơi gà bẫy không mà thấy vàng vàng tưởng xoài. Đâu phải mình anh làm đâu. Con này là gì đây, hết dám nói luôn rồi. Xương sáo. Con này chắc rau câu quá. Dạ rau câu. Chính xác rồi, đúng rồi. Này mà hoa đậu biết, mà hoa đậu biết tươi á. Đậu biết nha. Dạ, hoa đậu biết tươi là nó sẽ ngọt. Đá vô. Giống giống tà tửa quá cha. Mình lấy cho em một ly trà mắng cầu của chị. Dạ, một trà mắng cầu bên đây. Ông mua trà mắng cầu luôn à. Hết hồn, hết hồn tự nhiên vô lấy em. Làm mừng hết biết. Ờ, chúc anh chị bán đắt hàng nha. Cảm ơn anh. Dạ, đắt giờ, nếu mà ai thích ở lại thì cũng còn. Ờ, đây có nguyên cái lu nước luôn người ta. Hả? Ăn quýt hả? Ủa cái lu này là để bán nước hả chị? Lu bán nước đúng rồi, lu nước là để bán nước. Đúng rồi, anh uống lại múc nước này bán chậm đó. Nó chơi nghe đừng giận. Không, vui vui vui. À, để mấy cái chai nước mình bán đá nó lạnh đúng không? Như vậy là bán. Giờ không có tiền mua đá cho nên không phải. Bước chân miền Tây. Bán đắt quá, đắt rồi. Luôn là nó tan màu lắm lỗ. Chè bình bát. Chơi được không ta? Không ta, chơi không ta. Dạ. Dạ. Mỗi lần chị gái bán trà bình bát nha quý vị. Rồi chúc bạn. Rồi chúc bạn bán đắt hàng nha. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Lẩu ly cù lao. 25.000. Hết rồi. Ôi, mấy gian hàng này bán hết hay gì rồi? Ngon không, ngon không? Mèn ơi, ngồi đây cái nhìn ra ngoài ao sen thấy thoải mái ha. Dơi miền Tây mới có cảnh này cái gì mới được. Ở đâu đi anh trai?
Ủa gia quyện nào? Long Xuyên. Long Xuyên hả? Dạ. Em ở Châu Thành. Đồng Hương, Đồng Hương. Đây là tô bún riêu hả? Ngon không chị gái? Dạ ngon. Tô đó vậy là bao nhiêu tiền? Không biết, không chịu, em chưa hỏi gì á. Vậy là ông này trả tiền rồi. Ờ, chúc ngon miệng nha. Đồng Hương An Giang. Nhớ lên kênh Bước Chân Miền Tây coi luôn. Mấy chị quê đây hả chị? Ủa đây là chủ gian hàng hay là khách hàng ta? Ở đây là bán món gì? Chủ gian hàng ăn uống riêu là bán món ăn uống. Bán món riêu. Vậy là hết rồi ha. Ăn uống đó. Đây chủ hàng. À khách hả? Có tại ngồi bàn này tưởng bán đồ. Bởi vì thấy khách đẹp quá tưởng chủ. Vậy là review món món riêu luôn. Ngon không? Ngon không? Ngon giới thiệu cho kích thích ăn theo coi. Rất ngon. Ngon hả? Ăn đến đây là phải thưởng thức món bún riêu nha. À, tới đây là ăn bún riêu hả? Vậy bún là đặc sản đây là bún riêu ha. Đặc sản. Là em gái quê ở đâu? Quê ở đây không? Ở Đồng Tháp luôn. Đồng Tháp. À. Một tô vậy là có giá bao nhiêu em gái? 25.000. Này anh nhiêu tô chị? 25.000. Rẻ không? Nói nhỏ nhỏ nghe cái nè. Rẻ không? Được. được phù hợp. Dạ được cô ơi, được. Được. Ngon mà rẻ ha. Không, 25.000 là được rồi, rẻ rồi. Thấy cái tô tràn bờ đê luôn rồi. Có 25.000 mà tràn bờ đê. Thôi chúc hai bạn ngon miệng. Ờ con quảng cáo rẻ rồi đó cô. Có 25.000 mà tràn bờ đê luôn á. Ứng gì chịu nổi. Rồi làm một bịch cho anh kia đem. Rồi có mang về nữa nè. Bán về luôn. Bún riêu cua 25k. Cuồng múc cái tô là chàng mà đơi luôn á. Rồi chuyến sau có đi nữa ghé ăn ủng hộ em nha. Bún riêu là có chả cá luôn hả chị? Có chả cá, chả quế luôn á. Chả cá, chả quế luôn nha. Đầy đủ các loại chả luôn ha. Full topping luôn nha. Ôi các bạn thích quá, hết các bạn luôn. Cái bàn quá dễ cưng cái bàn luôn. Về chợ quê mới có cái bàn này vậy. Chào chú. Ngon miệng nha chú. Về chợ quê mới có cái bàn này ngồi nha chú. Bao nhiêu bao lâu rồi? Dạ con kênh Bước Chân Miền Tây. Bước Chân Miền Tây hả? Dạ mới có 300 mấy à. Dạ. Lên Bước Chân Miền Tây nha. Dạ cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe nha. Dạ. Qua bên kia có cây cầu dán. Chờ mùa sen nở mình ra đó thì đẹp lắm. Nhưng giờ không có sen nhiều. Xin chào. Hello. Ở đây thưởng thức món bánh khọt nè. Vô đây coi có gì lạ lạ không. Ở đây có em gái bán tàu hũ muối niêm. Tàu hũ muối tiêu rau găm. Tàu hũ rau găm muối tiêu chanh. Quay tàu hũ cứ làm bình thường. Đừng có mắc cỡ. Làm bình thường đi. Cái món này là món truyền thống ở quê là ngon lắm nha cả nhà. Đầu tàu hũ muối tiêu rau găm á. Một miếng mực. Đó, có khách liền, khách liền à. Thế anh quay đắt hàng chưa? Anh kênh Bước Chân Miền Tây. Rồi chào em gái luôn nghe, ở đây làm gì sau đó vậy? Làm chân gà hả? Làm chân gà hả? 3 miếng 20.000. Không, cái nhà này con đang hỏi nghi ngút luôn quý vị. Dạ, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Ôi chào em gái nha. Bánh gì cô? Gà ủ muối hả? Bánh khọt chưa? Rồi bên đây xèo xèo luôn. Bánh khọt. Món này của cô mấy đây? Bánh khọt.
số 1 người đặt rồi nè. Chết tràn vào đây luôn á. Để nó dung chứ dèo luôn. Tràn vào đây luôn. Tràn vào đây luôn. Rồi đủ rồi, ấy đi. Bỏ nhân vô đi. Quá đắt rồi cả nhà. Chế bột vô tràn vào đây luôn. Ăn cái nào là xứng đáng cái đó. Nhưng là tôm hả con? Tôm với thịt tầm. Rồi chúc cô bán đắt hàng nha. Chập tối rồi quý vị. Ồ rất là đông ở ngoài cổng kìa. Rồi, bánh quê, gầu cầu, chè. Đây có cô đổ bánh xèo luôn nè. Rẻ mà ngon luôn không? Đổ cái bột vô tràn bà đê luôn không? 15 ngàn cái à. Nghe chị, nghe chị. Nghe chàng bà đây khoái. Dạ. Đứng ngoài ship hàng nha. Nãy giờ ship hàng lâu chưa chị? Lâu rồi, nửa tiếng. Nửa tiếng rồi, nửa tiếng. Ồ. Ship hàng nửa tiếng mới được cái bánh xèo tràn bà đây. Chưa được nữa. Chưa được nữa. Thì là hơn hả? Nửa tiếng hả? Ca bánh canh 25 ca. 25 ca luôn. Quá trời đắt rồi. Làm được là chỉ chờ đi chứ không. Hồi nãy giờ đứng đây rồi, cái đó lại sao mà làm trước vậy? Không có ai, em nãy giờ bởi thôi vậy thôi. Thôi ăn mấy giờ bữa nay em. Đắt quá đắt. Đắt quá. Không, không tưởng đâu em lại mới nơi sao nãy giờ mỗi bữa đó. Thôi bữa nó ăn. Bánh xèo là tôm với thịt. Ngồi đâu gì? Quá đắt rồi. Cô ghê cho ông được đi luôn á. Quay đây giùm em đi. Hai cái. Xanh tiền, bánh xèo xanh tiền. Rồi quay quảng cáo luôn hả? Đấy, quá đắt luôn rồi. Nhà là ở đâu chị? Ở cây xăng số 19 nha. Cây xăng số 19 nha quý vị. Địa chỉ ấp 2 Mỹ Hòa, cây xăng số 19. Rồi tới đó đổ xăng xong ghé vô ăn bánh xèo luôn, 15.000 đồng một cái. Dạ đúng rồi đó. Đây. Rồi coi cô bánh xèo full topping luôn hả chị? Dạ có luôn. Rồi cô chế vô tràn vào đây luôn nè. Dạ nóng rồi kìa, con xèo quá mới được nha. Chắc là phải ship quá hàng đắt nha. Rồi ship hàng ăn. Nãy giờ đợi lâu chưa em gái? Hả lâu chưa? Quá đắt rồi, đợi lâu quá lâu rồi. Người chờ không nổi đi luôn rồi. Đi vòng vòng đi bắt quay lại. Bây giờ tới giờ cứ lấy tái đi rồi cái đi chơi chút quay lại lấy. Giờ luôn. Giờ đi còn hết rồi. Địa phương là ta rất lắm nghe. Đừng đỡ cái ra cho mẹ. Không kịp luôn anh ơi. Thôi đi để cô làm. Chúc cô bán đắt hàng nha. Cái này chàng bà đây thiệt. Chúc hai cô bán đắt nha. Thôi giờ này đông quá đông luôn. Không ngờ là chàng này chưa. Cô bán đậu phộng, trứng, rồi ăn trứng, thon trứng. Mày ơi, cái này là hột vịt lộn nướng me hả? Nướng súp me. Súp me. Sao cái này hoành tráng lại vậy? Cái kia có một trứng à? À, này, gái đó nhiêu gái? Này là bốn trứng luôn. Vô hộp ha. À, có nghĩa là mình làm theo yêu cầu hả con? Là bao nhiêu trứng cũng vô được hết một chén hay sao? Bao nhiêu trứng cũng vô được hết. Mang đi thì có hộp. Tại sao con thấy ở bển nướng cái chén nhỏ xíu à con? Có chén nhỏ. Dạ. Con nhìn thấy là bốn trứng là thấy full rồi chứ. Cái là ở đây nó đang nóng lúc cái này nè. Đây là mình làm theo yêu cầu ha. Nhiều khi em bé nó không biết nó bưng nó phỏng tay. Mình dễ vậy đó, mình múc ra đây nè. Cái trứng nó nóng nhưng mà cái chén nó không bị nóng. Em bé nó bị hộp vịt lộn nướng me. Bao nhiêu hộp vô cũng được hết. Tùy theo mà
một trứng là giá bao nhiêu rồi chị? Chưa ăn liền phải không? Giờ đồ cái gì cũng lên hết. Giờ hai trứng 25 ngàn. Hai trứng 25 ngàn. Bây giờ mình quay đây tới tháng sau là giá khác nha quý vị. Tới đó học dịch lên giá nha quý vị. Dạ, chứ đừng coi video clip này, tới 2 tháng nữa là học dịch lên giá đó nha. 30 ngàn hòn cặp. Ơi, chúc chị vẫn đắt hàng nha. Dạ. Quá ta đắt. Màn ơi, khán giả đứng rồi mua nè. Học dịch nướng me. Chào luôn, chào luôn. Xong một vòng rồi. Ra tới là ngoài cổng rồi. Hello luôn nè đó. Rồi mời dùng tự nhiên. Ăn đi rồi cho cảm giác luôn nha em gái. Review luôn. Giới thiệu món bánh khọt ở chợ quê Gò Tháp luôn. Bóc cỡ, bóc cỡ. Ở đâu đi em gái? Dạ. Em ở đâu đi? Dạ em ở Long An. Ồ, Long An. Còn này ngon lắm nha, ăn thử đi. Ăn vô miếng đi, hết ngại. Thôi ăn ngon miệng nha. Mấy cái gian hàng này lúc nãy mình quay rồi. Vậy thì bước chân mình đây cũng đã đi tham quan xong một vòng, cũng như là cập nhật các loại món ăn, giá cả. Lẽ thì mình cũng sẽ khép lại video ở đây nha. Đây, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem, và đừng quên cho Bức Tranh Miền Tây một cái đăng ký kênh, một like, một bình luận. Tạm biệt và hẹn gặp lại trên kênh Bức Tranh Miền Tây tập theo nha. Bye bye tất cả mọi người.